Đến giờ chú bò về cả rồi đó. Đẹp như vậy. Rồi luôn. Chiều tụi ngắm cảnh chú bò về. Bà chú Minh kéo bò vậy ông ơi. Để em được mấy chú có nói để em thư. Vài nghìn. Kinh khủng của các bạn. Nhà em được có từng đi, được có từng đi trú bo về chứ bạn chứ có đủ ăn đến tệ đúng. Ai có nhu cầu mua trúng, mua bo, mua mẹ nghệ thì đến gặp anh trúng. Nhà được có từng đi đấy. Anh trúng. Đó. Trú bo anh trúng đó, đăng tên đường về đâu cả. Hơi buồn, hơi buồn, mất dạ, hơi buồn. Tạnh con, tạnh nhân về. Đã cho bạn từng đấy có mua được lịch chuột mình không? Đóng quả là vì thuế công nhận đi. Đó. Mua công nhận. Nói như chẹp trên đấy là toàn bộ là công nhận đấy. Công nhận của tá. Đấy, bò đi trước, trấu đi sau. Quế nha, em gọi là chú bò nha các bạn. Có một câu ông cha nói con bò có một cái ú. Cháu thì nó đến cấy ạ, nó đấy chú ạ. Đấy là thân chú. Đóng gì em? Một trái thì không uống rượu, trái ngu hôn bò. Tê chân đấy, từ từ rồi. Ừ, ta nói khúc nữa, tới khúc sáu ta đứng còn nói. Bò ngất ngất thôi. À, nhưng mà nổi hàng dài có được khoảng 2 cây số không hả? Vô tả chứ nổi hàng dài thôi. Dục đang. Đi từ từ á, đừng có còn mạc mà chân nhau cả. Bò. Bò dài thôi. Bò ai rồi. Chê, bò ngực ngất thật á. Đi hồ rồi. Theo chắc về. Kiểu vẫn có trật tự nhá. Ôi rồi, một mẹ rồi đó. Bùm. Tai nạn đã xảy ra. Thằng gang nữa. Kiểm tra coi có ai thiếu báo cáo nhá. Chưa lên. Không có bay mà dậy không? quá mất rồi. Ngất ngây con gà tấy mấy. Vất vả lắm, siêu như tìm chú vất vả lắm. Đấy, kết thúc một buổi chân trấu nha các bạn. Giờ là về thôi. Lần nào nóng chặt thêm cái trẻ về làm về đán lạt trậu. Trâu bò và dê. Để cắt cỏ nó như là bán ranh farm. Đây bò thịt bò thẳng đây.
Rồi bây giờ này xin kết thúc tại đây, chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc tốt. Cảm ơn mọi người đã xem video.